xong chưa? Cơm đã xong rồi thả xuống nó mới. Nay nước đây này là không câu được, bởi vì hôm trước anh em ra nó còn xuống tận dưới mà. Hôm nay là con nước là không câu được. Lần sau đi câu là phải thăm cần trước, như là băng cần tận bên kia xong kéo về xong bị mắc cái gì không? Không mắc đấy. Ở đây tại cái cục ở đây mà nước còn chảy về đấy. Ăn đi. Làm cho đủ suất đi. Ngồi với em mới được ăn. Mà toàn ba cái nhỉ? Hôm nay cái gì cũng ba hay sao? Ba thì đủ người mà. Người báo đủ người. Mỗi người đôi. Ba đi thì rủ anh ấy, rủ ai, rủ hiệu hơn nó mồm nó chỉ thế thôi. Sao nó ra? Biết thừa tính. Mấy cần thầu
Ừ, hàu lướng được, ở quê hôm nay không mua hàu lướng. Trước nay thì có vụ gì anh em mình đa số là chỉ có em quên ông bảo ông hiệu mua mấy con cá chuối hay là con chấm 4-5 cân nhá. Anh điện phát là có ngay. Cá chuối gì? Cá chuối lướng ngon đấy. Cá chuối lướng ở đây ngon. Thích chủ nhật này đi chơi không? Ra đây này. Chủ nhật này. Chủ nhật, thứ bảy chủ nhật anh được nghỉ. Chủ nhật này bọn em nướng ở đây. Ờ. Xuống đây chơi quay đồ bọn em làm. Muối chanh là ăn rồi. Gà muối chanh hôm vừa rồi anh cũng nướng cá chuối. Ngon. Cuối tuần này đây. Đấy để bàn đi, để bàn này để. Các anh em nhá. Hôm nay là ăn cứt là chơi cá cả cứt ốc nhá. Ăn ốc là phải ăn cả cứt nhá. Đấy. Ngon luôn. Thế. Con nào nó cứ rụng cái đầu ra nè. Đúng không? Cái vị nó nốt tươi tươi. BITV ấy mà chỗ quảng trường đối diện sang ấy mà đi qua cái ấy ấy. Đúng đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, không phải chạy số. Ở
quảng trường với cái mặt mà cái chỗ bệnh viện đấy, song song với đường bệnh viện đấy, phía mặt sơn đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ở trong đấy. Ở đấy là trường quân sự quân khu 3, có một tiểu đoàn, hai tiểu đoàn huấn luyện ở trong đấy, chuyên huấn luyện chó rồi cả bên bộ binh ở trong đấy, nhưng mà nó tên là gì thì ông không rõ, nhưng ở trong có hai cái. Vâng, ai vào đấy đâu. Ừ, thế có khả năng là nó đổi 112 ấy, bên kia cái chỗ đường Nguyễn Huệ mà đường dây vào ấy, nó là bên hậu cần có cả. Và đấy, trường quân chính ấy, quân sự đâu, không, quân chính ở ngoài, trường quân sự quân khu 3, và bọn ấy là ở trong, đi qua bãi Tham Ma vào. Vâng, vâng, ra thăm nó cho. Vâng, 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 vâng. Quên lỗ à? Nó còn nó bí nước này. Anh em ngồi đây nhá. Tí ra. Đó. Ăn con nữa đấy. Tí nữa, tí ra mà. Tí già hết bé. Bỏ bà trông cho con bé ấy. À hết thì uống hết nhá. Tí già nó chín quá. Ui, nước xuống. Cứ để nó vào gì ấy. Đó. Ngô được không? Ngô được. Ngọt phết. Ngột nướng. Không mẹ đi à? Đây à, úi giời, ngoan không, cả được cái trứng này ăn nè. Đây, lát qua lấy cái thìa mà rũi à, múc mắm. Hay là vừa cầm cái dĩa luôn. Trứng ấy. Trứng á? Ừ. Anh cũng ăn cái trứng á. Ủa, trứng ngon. Trứng ốc. Tăng cường gọi là bôi trơn nhớt xương khớp, xương khớp.
ớt vào. Thôi thôi, ớt như này là ngon. Thơm lắm. Nó thơm ở cái lá nốt luôn. Cay cay nhỉ? Đó. Ớt nó cay, lá nốt cay không? Lá nốt nó cay chứ. Đắng đắng. Lá nốt nó cay, nó thơm. Ngon.